Video đây anh. Anh đứng nể nể cái mông này thầy chưa? Đứng có thẳng được đâu. Nó đau. Đau. Thì cái chuyện của cái thầy chứng tỏ là một chuyện, còn cái chuyện mà đi mà nghỉ lại là chuyện khác. Tốt lắm. Rồi bỏ xuống. Rồi em làm gì đây nha. Đây này. Rồi. Cúp cái tay cho thầy. Giữ cái tay phải. Phải. Đây nè. Đẩy cái mông. Cái này phải đẩy cái mông. Cái viên này thẳng ra. Đó. Nè. Đẩy cái mông sát ra đây. Đây. Đây đó. Rồi. Tiếp mắt. Đúng. Rồi qua đây. Rồi xích quay cho quay cái này chút. Đó rồi, đó. Quan trọng là cái chân này ra xuống trên đó. Rồi, dứt. Đó, rồi nằm thẳng ra. Rồi, chỉnh ra bên đây đi. Chỉnh ngay nó rộng lên. Rồi, nhấc cái giò lên. Bất quay về nha. Một. Đừng ơi, đừng chúng ta. Ở trên đi. Một. Hai. Ba. Nữa. Một. Hai. Ba. Chống. Từ em cắt lại. Chống. Thẳng cái dưới ra. Thẳng ra. Rồi. Đây đi. Một. Hai. Mạnh quá. Một. Hai. Úi dồi. Đó đừng bao nhiêu quá. Ok. Rồi. Đó được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn Châu. Cảm ơn cô Yến. Rồi nha. Cô Yến thì cho cái phương pháp bảo trì. Rồi. Thôi vậy nè. Cảm ơn. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.